Anh Duy nói về súng đạn chưa? Vụ súng bên bên Mẻo, hai bà cô giáo lấy thân mình ôm học sinh che đạn mất rồi. Thì cái chuyện đó là cái chuyện tình đồng loại rất là thiêng liêng và cao đẹp em. Bây giờ cái chuyện súng đạn cãi lộn tới chết luôn, và biết sao giờ, bỏ không bỏ. Nó nói là súng không giết người chứ người cầm súng giết, mà người cầm súng thì tâm thần thì nó cũng bán luôn thì thôi chịu chứ. Mà bây giờ nó hài với chỗ mấy em là cái phe bảo thủ của nó binh súng. Nó là thôi giờ lấy độc trị độc. Bây giờ trang bị súng cho giáo viên với học sinh lớp trưởng đồ nhiều nhiều vô là cướp nó sợ nó không dám vô. Đồ nghe cũng có lý mày. Mày nghe cũng có lý á. Đúng là khi mà nó nói cái gì nó cũng được đó đúng không các bạn? Nghe có lý không? Thí dụ như mày thấy có giờ xả súng trong 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 đồn công an không? Không bao giờ có. Tại vì trong đồn công an ai cũng có hàng nóng hết, nó không xả được. Thì bây giờ mấy ông hiến kế lại giờ trang bị súng thứ nhất cho giáo viên và thứ hai cho lớp trưởng. Là kể như không nào dám vô đó xả luôn. Nghĩ má cũng có lý cũng đúng quá ta. Không Nhưng mà cái phải. tụi kia nó khịa. Tức là cái phe đó lập của phe đó đó khịa, nói vậy rồi lỡ thầy giáo chấm điểm học sinh không đúng hai bên nhau sao? Mấy cái này nghe cũng đúng luôn. Má nó tóm lại là đi vô cái ngõ cụt luôn rồi. Bên nào cũng có cái lý của mình. Đó, vậy thì hỏi bạn nha, bây giờ cái người dân Mỹ làm gì để thay đổi được cái này? Tại vì nếu mà người dân Mỹ muốn thay đổi được cái này á, thì người dân Mỹ phải đi bầu cho những cái người có tư tưởng chống súng. Mà thường thường á, mấy người thể hiện cảm xúc trên mạng thì mấy người lại không đi bầu. Mà mấy người thích xài súng họ đi bầu cái ác. Cái này thống kê học bên Mỹ nha các bạn. Tức là những mấy ông đàn ông á, nhà ai cũng có hàng nóng hết á. Mà bây giờ người ta thống kê nè, cái số lượng súng á, nó còn đông hơn dân Mỹ nữa. Tức là cái số lượng súng ở trong dân á, nó còn đông hơn phi dân Mỹ. Dân Mỹ 300 mấy chục triệu súng, hơn 300 triệu cây. Thì cái kiểu gì kiểu cũng khả thi. Một á, là mua súng tự vệ. Còn hai á, là phải sửa luật súng nó khó lên. Mà sửa luật súng nó khó lên thì phải gọi là bầu cho những người có tư tưởng chống súng. Nhưng mà cái nghịch lý bây giờ là cái NALA gì đó, NAL gì đó, cái hiệp hội súng trường của Mỹ đó bạn. Nó kêu là NLA phải không? Mỹ nó nhiều quá bạn ơi. Cái hiệp hội súng trường bên Mỹ á, nó chuẩn bị nó làm cái mặt ti lớn, nó mở ra một cái giống như là một cái gì mà ra mắt điện thoại mới mới với xe hơi VinFast mới mới đó các bạn. Thì bây giờ nó ra súng mới hay dạng dạng vậy. Nó mở một cái rất là lớn, một cái hội nghị, một cái event rất là lớn bên Texas. Mà nó mời không phải vài người ủng hộ làm gì. Nó mời ông Rex Abbott luôn. Mà ông Rex Abbott là gì, là ông chùm cuối của Texas. Và mời thêm ông hai ông thượng nghị sĩ của Texas nữa. Tới đó rồi uống cà phê rồi ăn bánh kem. Rồi xong rồi gì, đọc diễn văn nữa. Má chơi tới kiểu đó đó. Mà trong các bang thì Texas lại dễ về súng nữa. Bây giờ nó đi đâu, đi vào bế tắc đi đâu vậy? Thì bây giờ sau một vụ xả súng á, thì người ta mới bắt đầu tới đây điều tra con này nó bị khùng hăm dọa mới nhau. Cái đó đây là làm gì? Nó nói chung á là mình rất là bức xúc về vấn đề mà cái luật sâu súng đạn Mỹ nó gây ra những cái chết thương tâm, mà những chết bỏ sĩ như vậy. Bên cạnh đó nó có súng hợp pháp và súng không hợp pháp nữa. Thì bây giờ cứ nói thằng nhỏ nó xài súng hợp pháp, vậy trách nhiệm của ai? Tù chính án muốn hủy bỏ không phải chuyện EC, Đảng Dân Chủ. Thử ha, thử 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 gì thử hai lần hả, thử thử mỗi mỗi gì thử hai hai năm một lần. Bên Mỹ xài súng lobby dữ quá, mà không phải chuyện lobby nữa, mà dân nó thích xài súng mày ơi. Mày hỏi người cha nội này nè, thích mua nè, mày hỏi ông có ông ở đâu rồi nè, ông nhập cư rồi đó. Mấy cái tật đàn ông, mấy thằng boy á, thích xài súng đó là cái thêm dạng tính cách học nữa. Chứ mình nói là nó lobby, đương nhiên nó lobby là chuyện của nó, có lobby, nhưng mà cái chính là người dân thích mua súng nữa. Nên gọi là có những người phát biểu rất là nặng ở trong vấn đề này. Tao nói là cái chuyện nhục nhã nhất của nước Mỹ. Má, không ở đâu thế giới có, chứ có Mỹ có. Chính người Mỹ người ta nói luôn. Nè tôi có 2 cây, thằng anh ruột của tôi có 10 cây. Đó, nghe ông tâm sự không? Tôi có 2 cây, thằng anh ruột của tôi có 10 cây. Má làm nhiêu tiền á, không biết đi massage đi mua súng không vậy đó hả? À, theo em nghĩ nên tăng giá bán đạn lên 1 viên 100 đô thì người bắn sẽ cân nhắc hơn. Cái này cũng có lý mày. Kế của mày toàn làm giàu cho bán súng bán đạn không vậy đó hả? Em không thích súng nhưng nếu nếu được sống ở Mỹ em vẫn mua súng để tự vệ. Chắc chắn nhiều người không thích súng, suy nghĩ như em. Nói chung á, giờ như vậy mày ơi, mày mua súng mày để trong phòng ngủ mày thôi. Chứ mày đâu có mua súng mà bỏ trong túi quần mày được đâu, phòng tự vệ, phòng vệ. Đúng không? Tức là mày không phải đi đâu mày cũng kè kè súng được đâu. Mày muốn làm chuyện đó thì mày làm bullet đi. Hoặc là mày làm army đó. Ok.
Chứ còn bây giờ mua súng tự vệ thì đa phần để trong phòng ngủ thôi, mày ngủ khò khò, ôm gái mới dập dìu xong lo ngủ thôi, vô cắt cổ cũng chết thôi như thường. Tức là tự vệ thì vẫn đúng, nhưng mà nằm vào một đồ nhỏ nhỏ chứ không phải là nghĩ lúc nào nó cũng tự vệ được. Mày còn mấy vụ xả súng mày, đâu xả trong phòng ngủ đâu. Mày đi đông đông xả không à. Còn bây giờ mày vô quán bar cho mày ăn súng. Chưa kể đi vô một số chỗ nó quét kim loại nữa. Ví dụ đi vô nhà thờ chắc quét kim loại đó mấy em. Năm 2021 Mỹ tăng hơn 40.000 vụ, tăng 35 mấy năm trước, đau khổ, tính ra ghê hơn mấy ông, tính ra còn ghê hơn mấy nước Nam Mỹ. Thôi mẹ không, chưa thôi chưa, mình không có thống kê mình nói bạn ơi. Nhưng mà thấy nó xả kiểu đó mình không bao giờ đồng ý hết á. Có Texas có quyền làm vậy á đù. Má tính qua Texas mua nhà, giờ qua bên Florida cho chắc mấy em. Chơi kỳ tính qua Texas mua nhà nè. Thấy nhà bển nó cũng tương đối rẻ rẻ mà giờ chơi cú này chuyển qua bên Florida. Má chơi cầm súng ra đường rồi giờ mình gặp dây sao trời. Má thằng kia đi nó cầm súng vậy ra đường trời. Kêu ai đó là bắn nhau với trộm, qua đó chắc hợp thổ nhưỡng nha. Đây là chính kiến của bên đó lập ủng hộ súng. Nôm na là vũ khí không giết người mà do người giết đó, nói rồi. Dao đâm chết người nhưng trả lại phạt con dao. Nếu cấm súng thì tụi nó mua súng lậu thì người dân phản kháng tự vệ được. Em thấy bên nào có lý thôi nên thôi được từng bang. Tao thấy bên nào có lý mà tao thấy không có lý. Ủa bây giờ ví dụ như súng mày mua mày tự vệ, bắn súng 3 viên thôi mày. Bắn viên cách nhau 30 giây đi. Mày chơi mày xả liên thanh kiểu đó không. Đủ sao mà gọi là đúng được. Bỏ lẻ không chịu, đòi bỏ sỉ đồ. Rồi tại sao 20 tuổi mới được mua rượu mà 18 tuổi được mua súng? Vô lý. Mày nhậu chết mình mày thôi, bắn mày mua súng chết đóng thằng. Đúng không? Xong rồi mày nó ủng hộ súng nó lương nhiều chỗ lắm các bạn. Nói vậy nè. Thí dụ giờ mày làm khó tao vẫn cho mua súng đi. Rồi tao nộp đơn tao mua súng mày 7 ngày sau mày mới diệt. Rồi ngày thứ 3 tao bị bắn rồi sao? Đồ kia cãi cũng không được luôn mày. Chỉ đâm ra nó kiện ngược kia, thằng kia lại gì tước đi mạng sống của nó. Đồ ghê chưa? Cái chỗ này hay cấn nè mấy em. Hiểu ý anh nói không? Tức là nó nói là giờ nếu mà làm khó cái lực mua súng là phải thẩm định mày có bị khùng không, rồi mày có bị nóng tánh không, này nọ này kia cái thứ đó. Thì nó sẽ lý luận ngược lại. Nó nói là giờ tao mua súng tao cần gấp để tối về tao tự vệ. Mày làm khó tao thì tao chưa mua được súng. Tối nay tao về tao ngủ tao bị cướp là tao kiện mày. Thằng kia sợ quá bán lẹ luôn. Má mầm cái what the hell. Thường thì mấy tiểu bang Cộng Hòa luật súng AC lắm, number one là AC là Texas. Thì ông nói vậy thì đương nhiên tôi biết chuyện đó rõ ràng rồi. Mà giờ cho cầm súng trường tới nơi công cộng luôn. Vậy thì cái luật cầm súng trường tới nơi công cộng nó quản lý thế nào chứ? Giờ tự nhiên tôi đi siêu thị gặp đống thằng cầm súng mà không phải công an hả? Người sao tôi lựa đồ được, tôi dám lựa không? Ông mới gọi đi ăn thịt bò ao bát đi. Bàn trước đập cái súng, bàn sau đập cái súng và thòn lòn lên. Nuốt nổi không cha? Đúng không? Các bạn tưởng tượng nó ngữ cảnh đó coi. Cái đó vậy tôi kiện ngược là ông đang khủng bố tôi đó. Vậy là cái quyền tự do cầm súng của ông nó đụng chạm tới quyền tự ông khủng bố tôi. Tôi ăn miếng thịt bò tôi không yên nữa. Ông để hai cái súng lâu lâu mà lấy ông quay gì nữa thôi. Xong rồi ông lấy làm ngắm đồ. Xong rồi cái chém gió đồ đang bò hai con khỉ. Ví dụ như xin lỗi bạn Mỹ nói tiếng Việt đi. Chứ má tao mới mua cây này nè. Cây này nha. Mẹ bắn ống ngắm tự động ha, để phát một thét cái đi hết nguyên nhà ha. Nhất là mấy thằng nào mà đeo kia, mấy thằng nào á mà để đầu hai máy á cũng cầm chuẩn lắm. Trời má mình ra ngoài ăn cái bên. Mấy thằng nào để đầu hai máy á cũng cầm chuẩn lắm. Thôi chịu luôn. Thôi. Không có tự nhiên sao Mỹ cái vợ rảnh háng hai thằng giống như Duy Nguyễn cầm súng ra ngoài ao bát chém gió xong gặp khứa kia cầm súng chém gió khịa nhau hả trời mẹ dân trí đó cao không cỏ nữa. Bởi vì nói cả thế giới người ta cười cho tao nói ô nhục của Mỹ với cái điểm này còn lương. Lo fix làm sao đi. Lo fix làm sao cái bất chỗ này để cho lấy lại danh dự với thế giới là điều tốt nhất. Sao Nhật Bản nó không có. Giờ mấy ông qua mấy xứ sở văn minh coi người ta nói sao về Mỹ. Đừng ngồi tưởng là mình ở chỗ đó mình đúng. Mấy ích kỷ của bản thân thôi chứ gì đâu đúng. Vì Texas có quyền open carry. Mang súng ngoài thân là sao? Còn súng trong thân lúc nào chả mang cha. Còn đâu hả? Còn đáo? Còn đâu? Còn giấu? Trời ơi cái gì vậy má? Còn giấu trong người thì phải có console gì carry permit bằng giấu trong người. Mẹ biết khó hiểu quá. Tức là giờ đại loại là mang súng ngoài thân là quay và được quyền. Còn mà giấu trong người là phải có giấy.
Ý là mang mấy cái súng mà thầy không giấu được á, mấy cái súng bự á thì được, còn cái thú súng nhỏ nhỏ mà cất đây nè, che giấu nè là phải có cái bằng riêng kiểu vậy. Ủa anh gì mang đại bác luôn rồi hả? Được luôn. Má gì trời. Em không đồng ý phát súng để chống giặc của nước Mỹ nha. Bạn nào nói đó, chống giặc là quân đội họ biết tác chiến, biết dùng súng với người dân cầm xả chứ gì. Thật ra thì nói ý này á, tức là dân mua súng thì nó không được tập huấn, nó tập bắn chứ phải là khùng nó mua. Nó nói chung thì nó bem thì nó bem cũng được đó. Nhưng mà quan điểm của anh vẫn là nếu mà nói cái đó để lấy cái đó ra mà nói là người dân tự vệ chống giặc ngoài sông á là lương. Mà điển hình anh chứng minh con lương chúa này rồi. Cái con lương chúa này là cách đây mấy bữa nè. Tức là ông nội này đu ở trong lúc mà đất nước mình đầy khói lửa. Thì lúc đó ông trên cương vị người dân sao ông không ngồi ông mang súng ông bắn đi. Mà bây giờ ông đi qua bên nước Mỹ ăn rồi retire rảnh lông. Xong rồi tối ngày ủng hộ súng đạn cách khùng. Đó, câu chuyện của ông lương chúa này em biết chưa? Cái gì ra cái đó thôi chứ giờ nếu mà người từ phát súng cho người dân để người dân có thể bảo vệ đất nước nghe nó cao cả rồi. Nghe đẹp đẽ vậy. Biết bao nhiêu cô gái lương thiện người ta đi cạo neo người ta đâu cần cầm súng. Rồi ai bảo vệ họ, xong rồi trách họ xong rồi em mua súng đi hả? Ủa mà nghĩ sao xã hội giờ hằng dắt cây súng đi lên ngoài đường đó sao vậy? Mỹ cho người dân sử dụng súng để tránh tình trạng trộm cắp vào nhà cảnh sát tới không kịp phải không anh? Hồi xưa ở đúng. Yeah. Tức là cái sự tự vệ bây giờ nó bị lạm dụng rồi em. Và tụi nó nâng tầm lên, nâng tầm quan điểm là những cái sứ mệnh cao cả nào là súng không có tội, người cầm súng mới có tội đồ. Mày nói chuyện đạo lý là dương tính với ma túy hết. Vậy thì không kiểm soát được cái thằng xài súng đó mà nó gây ra cái sự việc chết thường xuyên như vậy hoài đó. Thì trách nhiệm của ai? 90% thanh niên Việt Nam chưa bao giờ cầm súng nên không hiểu biết gì về súng đạn. Đúng rồi, 90% thanh niên chưa giờ cầm súng là xưa ma đánh cho Mỹ Cúc, đánh cho Nguyễn Nhào mà đánh cho ông Đu Càng bỏ chạy đó ông nội. Tôi dùng chữ ma nha. Bị ma quýnh cho Đu Càng bỏ chạy đó. Nên gọi là ông nhảm ở cái chỗ là ông nói là cầm súng để bảo vệ đất nước. Ủa tôi quê với cái câu đó đó không? Ông không xin lỗi quốc dân đồng bào câu đi là tôi sấy chuyện này hoài luôn. Đó các bạn, ông này ông nói là cầm súng để bảo vệ đất nước. Ông bảo vệ đất nước nha. Mà bây giờ thì có những người tuổi trẻ, những người có tâm, có tầm với trách nhiệm với xã hội á, thì không ai lên tiếng hết. Mà để cho mấy ông retire rảnh lông này ổ ăn lên xàm. Bây giờ là gì, thời bình rồi. Mỹ đã cút mà Ngụy đã nhào rồi. Thời bình rồi, lo xây dựng đất nước để bảo vệ xã hội yên bình, chứ không phải mẹ cầm cái súng quay chém gió. Vậy đi được không? Còn bây giờ đang là tranh luận, cái lý của ông không vững, xong cái ông đi ông nói người ta 95% thanh niên Việt Nam cầm súng đồ. Mà ngay cả những người Mỹ chân chính người ta phản đối súng tới cỡ nào, đúng không? Một cái biến cố đau thương nó xảy trên đất nước của mình mà tôi thấy thái độ ông ngày hôm qua nay cực kỳ vô cảm. Ông nên nhớ có Mỹ mới có ông ngày hôm nay. Có Mỹ mới có ông ngày hôm nay, đúng chưa? Nếu mà không có Mỹ ngày xưa ông bơi biển chả có chỗ tắp đâu. Tại vì cái chữ súng của ông đó mà mấy đứa nhỏ nó bị nó về với Chúa. Tôi nói thiệt, mấy đứa nhỏ đó xứng đáng làm công dân Mỹ không? Nó được ăn học bài bản, đàng hoàng, nó biết cái gì gọi là nhân bản. Nó biết cái gì gọi là tình người. Mà nó biết cái gì gọi là tình đồng loại. Còn mà chính người dân trên đất nước của ông bị chuyện đó mà thật sự á, tôi ở đây là tôi không phải là dân tôi nè, mà tôi còn cảm thấy xót thương, mà tôi còn ráng mở ra chim mà tôi cất ra tiếng nói, mặc dù tiếng nói của tôi nguy hiểm cho hiệp hội súng trường của Mỹ. Cái quan điểm của mình á là phải đứng trên đồng loại, chứ cái quan điểm mình nó vô cảm trước cái sự của đồng loại là không ổn. Ai không tốt nghiệp đại học ông hay xuống, nói chung là cỡ súng gì không biết, súng AK anh cầm rồi mày ơi, AK-47 học quân sự tháo lắp bập chứ gì đâu, không đó chắc chắn có. Nhưng mà tôi nghĩ một xã hội văn minh thì người dân không cần dùng súng. Đó là quan điểm của tôi. Mà tôi nghĩ quan điểm của tôi cũng không có sai đâu. Còn tất nhiên á, cái sự tự do súng đạn tùy mỗi quốc gia. Nhưng mà ông không kiểm soát được cái đó thì đó là vấn nạn của quốc gia. Nè, nó hỏi là ở đây ai người Việt Nam có bao giờ cầm súng xin giơ tay lên kìa. Vậy bạn nào ở đây từng cầm súng lần giơ tay lên các bạn? Ở đây bạn nào từng cầm súng lần giơ tay lên? Mẹ hết chuyện đi, đụng tới một cái dân tộc Việt Nam này anh hùng chống giặc ngoại xâm, nó hỏi dân cầm súng. Người ta cầm súng đúng môi trường, đúng không? Cầm súng đúng lúc đúng môi trường.
chứ không có cầm qua bậy ẩu chết người. Có không ai ủng hộ cái chuyện mà những cái sự việc tang thương như vậy, mặc dù tất cả đều là quan điểm, ông hiểu không? Quan điểm mà ông đó, ông không sai về luật nhưng mà ông sai về tình. Đời này á, sống phải có tình phải có luật nữa. Đương nhiên luật là mình không được sai, đúng không? Luật là mình không được sai. Thì súng đạn ông có quyền ủng hộ thì người khác có quyền phản đối đó. Còn đứng lên tình thì nên phải kiểm soát chặt chẽ như thế nào để cho không còn những vấn nạn tương lai nó xảy ra như vậy nữa. Thứ nhất là để cho người ta đi đến đám đông, người ta cảm thấy yên tâm hơn. Và thứ hai đó là bộ mặt của nước Mỹ. Còn nếu mà ông cảm thấy mặt không quan trọng kể, mà tôi cũng cảm thấy Mỹ khá là nhỏ. Khi mà cấp quốc tịch lộn người, các bạn Mỹ nên cẩn thận để cấp quốc tịch cho người xứng đáng hơn nha, nếu muốn duy trì vị thế độc tôn của mình. Còn nếu không thì một ngày đó những quốc gia thế giới nó bắt kịp hoặc nó vượt qua chỉ là câu chuyện của thời gian thôi. Giờ cứ bán súng thoải mái, còn kiểm soát đạn ngoại xâm thì đó phát đạn cao su hay sao hả? À, tức là giờ phát đạn cao su bắn chơi vậy phải không? Rồi xong rồi chừng nào ngoại xâm thì phát đạn kia hả? Tiểu bang Oregon đang chuẩn bị hợp pháp cocaine luôn, bó tay luôn. Còn mà nói chung cocaine đó thì nó còn đỡ hơn ông ơi. Thằng nào xài kệ bà thằng đó thôi. Chứ còn cái kia đó, tức là cái thằng xài cocaine thì thằng kế bên không có chết. Nó cùng lắm rồi, trong cái lúc mà nó hưng phấn quá, nó không kiểm soát được hành động á, thì dẫn tới hành động đáng thương thì đó thì có thôi. Nó cũng chậm chậm hơn so với cái việc kia. Ủa cái việc kia thằng xài không chết, mà thằng chết thì nó không xài. Ủa nó căng lắm em. Nếu giờ Nga bắt được hay ba chấm Zelensky thì mọi thứ thay đổi như thế nào anh Duy? Không biết em, tùy thuộc tinh thần người Ukraine thôi. Nhiều khi lúc đó chơi tiệc chiêu cuối là gì, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Rồi xong lúc đó là vô tình người ấy sẽ được trở thành là gì, tổng thống của mọi tổng thống. Rồi xong rồi bầu tổng thống khác hơn tiếp tục chặng đường mà vị tổng thống cũ đã vạch ra vậy đi. VNRS đưa tin ông đại diện Hàn Quốc về nước sau 3 tháng thì mình giao đấu Ukraine. Vậy các tin báo của Nga và báo của Nga bảo ông này bỏ chạy sau một ngày tới là bịa đặt. Nói chung mấy cái chuyện mà ngày tới hai ngày tới, mấy chuyện bên lề đó anh quan tâm luôn á thiệt á. Như cái chuyện mà ông gì á, ông sát thủ nào á, ông bắn tỉa bắn trúng trường gì đó, ông bên Canada đó là ông bị chết ở nơi xa trường rồi. Mấy cái tin nhỏ nhỏ đó bên này quăng bên kia quăng, anh không nhận, anh không bao giờ khe những tin đó. Anh chỉ khe những tin lớn là gì, là tin về kinh tế nè, tin về ngoại giao nè, tin về chiến trường. Nhưng mà tin lớn hai bên thừa nhận đồ này, xác nhận đồ này nữa nè, mới ok. Còn giờ râu ria cắm lợn mấy cái đó thôi. Đầu óc mình để kiếm tiền mấy em. Gì à? Tổng thống Nga nói cho tàu lương thực Ukraine ra biển đen vi vu nếu được dỡ cấm vận. Theo anh Duy, cái này có khả quan không? Không biết mày ơi. Nhưng mà nếu mà làm vậy thì phương Tây nhục quá. Thiệt nhục quá. Thí dụ như mình dùng cái chữ nếu ở đây nha các bạn. Mình dùng chữ nếu ở đây nha. Thí dụ như mà mình là phương Tây đi, mà bạn ép mình đường này đúng không? Mình đem thủy quân ra ngoài biển đen mình giải phóng luôn. Trời ơi, mặt mũi phương Tây mà ba. Không có ra vấn đề là chữ, bạn nhớ là cái chữ nếu nha. Chứ giờ nếu mà phương Tây dạ thôi ông dẹp mẹ luôn đi, tôi chả thèm qua cái nước nào của ông luôn. Thôi bị đê. Chán chả muốn nói. Tự nhiên gì quyền gì phong tỏa biển đen. Giờ tôi hỏi bạn nha, phong tỏa biển đen dựa trên luật nào, chỗ nào? Ông bây giờ ông đi thực thi luật quốc tế mà cái kiểu đó thôi, xin lỗi quý vị chứ mình hơi nóng. Tại bạn này bạn hỏi bạn gài. Ông đó cuồng Nga hay gì vậy? Một tàu xói hạ Moscow đó là một thành tích quá kinh đối với một quốc gia lạc hậu, GDP không bằng cả Việt Nam. Nga đã nhờ Pháp đóng tàu 2014 với lượng choán nước tương đương với tàu Moscow lần tỷ 3 euro, nên biên chế một tàu như Moscow hiện tại cần ít nhất là 2 tỷ full option vũ khí. Ông kia non quá, kiến thức quân sự không có. Từ từ, nó vụ gì? Nga nhờ Pháp đóng tàu 2014 với lượng nước. Ủa là Nga nhờ Pháp đóng tàu hả? Vụ này lạ nha. Neptune là vũ khí dự hạm gốc từ thời Liên Xô, nhớ được người Ukraine nâng cấp và tự sản xuất và chiến thực để hạ tàu Moscow và USV bay trước đến lạc hướng. Hai tên lửa Neptune bay thấp để tránh radar. Một chiêu chỉ xài được một lần nên hạ được một lần, Nga sẽ rút kinh nghiệm. Ông kia nói chung non. Má mày giải thích đã đời xong khỉa nó mày. Lê Lợi đợt đổ nhà Minh cũng kinh điển luôn. Đúng lúc nhà Minh thịnh trị. Lật đổ nhà Minh gì, đánh bại quân Minh chứ mẹ. Lật đổ nhà Minh tâm tưởng đâu kéo quân qua tới Bắc Kinh dọn nó luôn. Nói chung là lịch sử Việt Nam là gì? Đánh bại giặc ngoại xâm. Giặc ngoại xâm là gì? Nó đem qua xâm lược nước mình đuổi nó về. Anh Duy nghĩ sao khi một YouTuber
DL là gì? Nói mình có vấn đề về dân trí, niềm tin pháp luật nên mới tin dị đoan. Rồi nói câu con gái người tình kiếp trước của ba. Rồi gì, con gái người tình kiếp trước của ba là con nhỏ đó, đó nó cảm xúc quá, nó hơi bị ngáo ngôn thôi ba. Thật sự nó nói chung á thì tôi thấy cái câu đó là nó nói chuyện cái cảm xúc nó, cái cảm xúc nó nói đó, nó làm như nó lấn át lý trí gì, nó nói vậy thôi. Nhưng mà khổ một cái làm người nổi tiếng khổ lắm mấy ơi, rồi phải lên mạng xin lỗi nữa, nó khổ vậy á. Nhiều khi mình thấy sự việc nó, mình biết cái chuyện đó, tất nhiên rất nhiều người vô chửi, còn cá nhân mình không giờ mình chửi mấy chuyện đó đó, mình cũng hiểu hoàn cảnh đó mà, con người ai chả có cảm xúc. Nhiều khi lúc đó người ta đang nghĩ về này về kia rồi, tóm lại nhiều khi có những cái vấn đề cảm xúc lấn át lý trí thì đưa ra những cái gọi là cái gì ta, cái bài post hả, bài post nó vậy thôi. Nói chung thì mình thấy nói chung hơi vô duyên thôi, nhưng chả sai gì. Khi ở góc độ cô ấy nói chung là có niềm tin đầu thai gì đó có quyền đúng không? Nhưng mà nói chung một cái xã hội bây giờ nó hay chấp mặt, mình cảm thấy nó hay chấp mặt và nó hay nâng cao quan điểm, tức là quan điểm rồi đó nó không giống mình, cái mình dứt nó luôn, mình trù dập nó, thì đúng là nó có vấn đề về dân trí thiệt và vấn đề hùa nữa. Cần cù bù thông minh phần nào thôi, chứ siêng năng đồng nghĩa với nhẹ đừng nghĩ thông minh gì đó. Cái câu cần cù bù thông minh thì câu hai mặt đâu có đúng đâu mà ngồi đó bàn gì đấy. Nói chung cái câu mà cần cù bù siêng năng không có gì để bàn hết. Câu đó vô thưởng vô phạt, nói nghe cho vui thôi. Anh không đồng ý, vậy thôi. Thông minh là thông minh, cần cù là cần cù, chứ hai đó liên quan quá. Nói cái câu đó có ý nghĩa là gì? Để cho cái thằng mà lỡ không thông minh á, nó đừng có cảm thấy buồn, đừng thấy tuyệt vọng thôi, giờ mày cần cù đi. Mày làm mày cũng nuôi được vợ con thôi, không giàu nhưng tao thôi, ví dụ vậy. Nó câu nó mang nghĩa vậy thôi, chứ làm sao mà... Nhưng mà cần cù bù thông minh, nhưng mà cần cù có bằng thông minh hay không? Có gì đâu mà boan. Mà học sách giáo khoa từ xưa dạy là cần cù bù thông minh mà anh. Thì mày còn nhỏ mày học sách, giờ mày ra đời mày dẹp sách qua bên mày mới sống được chứ trời. Thằng Dũng Bùi này nó gà. Đúng không quý vị? Bây giờ mày học hết 52 bỏ sách qua bên đi học đời nữa chứ. Em cũng nói là nó có trong sách mà. Thì trong sách là gì? Học hồi nhỏ cho biết vậy thôi. À, bản chất nghĩa là giống nhau thì bù gì anh, nghe thấy là sai sai rồi. Tức là mày đang nói câu cần cù bù siêng năng đó đúng không? À, là câu đó cùng bản chất nghĩa sai sai đúng không? Còn kia là cần cù bù thông minh. Bây giờ muốn bù cái gì? Hot news hôm nay New York chuẩn bị phát hiện ra một ca đậu mùa khỉ. Đậu mùa khỉ tiếng Anh dịch là gì ta? Khỉ là monkey, đậu là bee, mùa là season. Ghê ha, ghê ha. Vậy đậu mùa khỉ là bee, gọi là season monkey. Rồi thêm chữ bệnh nữa là disease.